nhạc gì vậy bé? Thái Lan hả bé? Hả bé? Cười gì? Nó sao, sao mẹ gọi hỏi nó không trả lời kia? Con này nó kỳ quá, cái con này nó kỳ quá, chứ mày quánh nó quá. Mày cậu mày không trả lời quá mày. Mày như vậy. Chào các bạn. À, con này tên là gì? Bé Xoài. Bé Xoài chào các bạn đi, bé Xoài. Bé Xoài chào các bạn đi, bé Xoài. Dằn quá vậy bé Xoài. Chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn. Kiểu cái giọng nó thấy gớm vậy kia. Giọng nó mất cẩm tình quá thôi. Các bạn, hôm nay thấy tấm mát mẻ không các bạn? Đó. Hôm nay trời rất là nắng và nóng. Tắm mặc cái này tại sao phải không? Đi chích ngừa cho nó dễ, khỏi kén tay kén áo gì hết. Hôm nay đi chích ngừa single. Single hả? Ủa quả phải. Single hả? Single cái gì? Chích ngừa cái chị này, chị nói mang mang đợi xíu, tắm đợi tắm xíu nha. Hello chị. Alo. Dạ. Em chị ơi, chuẩn bị qua nhà em về được không? Mấy phút nữa chị tới. Ok, trời em mới chạy ra ngoài em đi chích ngừa thì em cũng gần đây à. Rồi có gì em chích ngừa xong rồi em về tới giờ. Chị cứ dạ, đi thong thả. Chị đi từ đi là tới là em về. Dạ. Cảm ơn chị, ba chị. Chị này là chỉ hâm mộ và tám lắm. Chị này chỉ nói là chị ghé chị lấy USB, chị ủng hộ USB. Chỉ rủ là đi ăn nhưng mà Tám nói là không có rảnh đó, tại vì chút nữa chị Khanh ghé nữa nè, chị Khanh ghé để mà chơi với Tám, chị Khanh đòi đi chơi nữa, cho nên mà không biết có đi chơi không thì Tám mới hẹn chị tới nhà đi, tại nhiều lúc ở nhà với chị Khanh nó không có đi đâu hết. Thôi bây giờ quay lại vụ chích ngừa, chích cái mũi mà single gì leo á, cái mũi thứ hai, tại lúc trước Tám đã chích mũi thứ nhất rồi mà giờ cũng gần 6 tháng rồi, dễ sợ chưa, mà fan Tám nhắc Tám đấy. Tám ơi bữa giờ xong nghe Tám nói Tám chích mũi thứ hai chích đi chứ không thôi là qua sáu tháng là nó mất cái hiệu quả của cái mũi thứ nhất. Cái Tám mới nói ok, mà mấy bữa nay cũng tính chích nhưng mà không có, như là ngày nào cũng có chuyện đó, chích sợ là mình chích xong rồi mình sẽ bị giống như bị hành á, mình sẽ không có đi được, ví dụ có tiệc có đồ sinh nhật tùm lum tùm la đó, rồi có hẹn người này người kia không dám chích. Hôm nay là đáng lẽ là đi chơi với Lâm Thúy Vân mà cuối cùng cancel, rồi bây giờ Tám đi chích luôn, ghê không? Đi San Diego bữa cũng tính chích, cái lúc mà đi San Diego hẹn với Lâm Thúy Vân đi San Diego nè, cái tính chích, cái bả hẹn đi cái ok rồi cancel chích, xong cái hôm nay bả hẹn đi Las Vegas cái cũng tính chích cancel chích, bây giờ bả cancel mình là bả không có đi Las Vegas, mình đi chích. Hôm nay mình mới được đi chích. Đáng lẽ ngày hôm qua chích á chứ, nhưng mà tại vì nó hôm nay đi Las Vegas sợ nó hành sao, no cho nên là không có chích hôm qua, tại sợ hôm nay cuối cùng cancel đi Las Vegas, quyết định đi chích luôn kệ. Mà nghe nói chích cái này nó cũng hành giống như là bị cái gì đó, không biết, nhưng mà thôi kệ cứ chích đi, tại vì hôm nay là không có hẹn với ai nè, chỉ hẹn với chị Khanh thôi, rồi ngày mai thì cũng không có hẹn với ai hết. Két nó cười lắm, két tối ngày nó hỏi ủa sao mày không đi mấy lần. Phải đi chơi chứ. Nó nghe mẹ nó đi chơi, nó vui lắm, xong hồi cái tới ngày cái ủa sao mày em đi rồi cái xong cái sáng này nó cũng ủa sao mày em đi Las Vegas cancel miết. Con tuổi trẻ phải đi chơi chứ, còn tuổi trẻ phải đi chơi chứ ha. Bữa nào tuổi già rồi phải nhà trong cái canh ha, cái chăm ha, cái ha. Có cái xe bên kia kìa, tới rồi các bạn, chúc con vô con quay mẹ chích ngừa nha các. Được vô mà rồi, tới đây vặt oxy này nè, cái vặt oxy này nè,
Pacific Coast nè, ngay đường góc đường Quơ với lại đường 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 gì mặt phá đình. Ôi con đậu đây đi cho nó còn một cái nắng cái con Phật A Si này dễ thương lắm nha các bạn. Phật A Si này chút nữa tắm cho các bạn địa chỉ ha, cần gì gọi cái người ta đưa thuốc tới nhà mình luôn. Nếu mà mình muốn mua gấp mình trả tiền á, đưa thuốc tới nhà luôn đã lắm. Thôi bây giờ mình vô chích. Giờ đi vô chích cái cầm mấy nghe tiệm này nè, cái chết quay cho có mọi người coi cái tiệm có điện thoại kìa. Đó, số điện thoại đó, cái địa chỉ nó nằm đâu không biết nữa. Số điện thoại là 714-260-9094. Thích chích ngừa. Thăm thơ nè, mà chị thơ. Con gái chung hả? Ok. Không địa chỉ ở đây đâu. Địa chỉ đâu nè. Bây giờ em pha rồi. Ok chị chờ. Để coi địa chỉ ở đây số mấy nè. Nhiều cặp visit quá vậy ta. Bác sĩ. À, tôi đã tự tìm tên chắc biết mà. Thì đó, nếu mà góc đường Quơ với đường mặt Hoa Đình có số điện thoại á, nếu mà các mọi người có cần á, xong cứ gọi điện thoại là biết cái kêu người ta chỉ địa chỉ á là mình tới. Mình mua thuốc ở nhà mình đang ngồi nè. Mình đang có cameraman bác két. Ví dụ mình đang có cái gì đau bụng mà hoặc bệnh cái gì mà cần gấp á, cái mình gọi điện thoại á, cái người ta đem tới nhà luôn. Ghê không cái ghê. Rồi nó sáng ra cân cho két mà quên hoài. Chùa kiến hay không? Nên chùa giống này kìa. Ở bên này là người ta mướn người chùa kiến á. Mướn mấy cái người này chùa chuyên gia chùa kiến á, cho nó sạch á. Chú dữ. Con còn chùi sao cho sạch đó. Mấy người này là phải chùi là coi như sạch bóc luôn á. Chùi ký. Chùi mà sạch đến nỗi là nó trong veo luôn mà mình đi có khi mình đụng đầu luôn á các. Mẹ bị hoài các. Mọi người có bị đụng đầu không mọi người? Trời ổng á, lớn tuổi ổng mà kỳ kỳ. Xịt cái nước gì á. Cảnh tượng của cô gái. Ngồi nhìn kiến, ngồi nhìn người ta chùi kiến có say mê.
cũng vừa chùi cũng vừa hát. Rồi ông nhét, nhét một cái khăn ở trong cái túi quần bên này, nhét một cái bình ở túi quần bên này. Gì quánh quánh mẹ gì USB của mẹ về kìa. Ủa gì hả? Ủa cái thùng nãy hả? Bự dưới đấy. Không, hai cái bịch của con á. Cái của mẹ chắc cái khác. Tám mới order USB. Mới đời order USB với cái hộp USB về á. Tại vì ha, mấy trăm cái USB bán sạch hết rồi, bây giờ phải order thêm á. Mẹ gì xề tay xin tiền, xin chưa, tiền hoài à? Chưa xin luôn á, mới xề tay là làm gì? Nắm tay. Xề tay nắm tay mà tưởng xin tiền. Cho chưa kịp nói gì người ta xin tiền, trời đất ơi kỳ cục. Bonjour monsieur. Là gì? Bonjour monsieur. Là gì? Tiếng Pháp. Nó cũng ngồi đây. Okay. Ờ chị ơi. Chị ngồi đây chị ơi. Chị muốn chích bên trái phải. Chích bên trái. Tại vì bên phải nhiều lúc mình làm á, làm việc á. Chị lấy tóc ra. Đau không? Về nó sẽ hành đó, máy em bị chích về hành. Hành mấy ngày? Cũng một hai bữa. Nhưng mà tùy theo cơ thể. Hay trời nữa. Ở nhà mình có thuốc giảm đau như là Tylenol. Tylenol có Tylenol. Thả lỏng hả chị? Mạnh mẽ rồi. Trời ơi sao đau dữ vậy? Mắt giật 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 giật. Đau quá vậy. Xong. Cái này là mũi đầu tiên của chị ha. Mũi thứ nhì. Mũi thứ nhì à? Ok. Cái việc này cái reset cho chị nha. Thứ nhì đúng không em? Mũi thứ nhì đúng không? Để em hỏi lại chị đó. Đừng nói chích mũi đầu tiên nữa nha. Mũi thứ nhì đúng rồi. Hết hồn mũi dưới, hết hồn chịu em. Đem cái này là để ship nha. Bỏ vô bó. Xong rồi. Sách bóp cho. Nè, nói chuyện với mọi người đi. Cầm tay chát. Xong rồi. Xong rồi ha em ha. Ok rồi, cảm ơn em nha. Hồi nãy chị có giới thiệu cái chỗ của mình là ai mà mua thuốc là đem tới nhà luôn đúng không? Mà trong phạm vi nào? Không, giống như nếu mà người ta mua trong phạm vi nào là mình đem tới nhà. À, giao được nhưng mà nếu xa quá thì cho thêm mấy đồng tiền. Ờ, gần thì free. Ok, cảm ơn em nha. Đó các bạn, Tấm confirm lại á là mọi người nói là xa quá thì thêm tiền xăng tiền gì đó. Còn nếu mà gần á thì free. Cứ gọi điện thoại hỏi người ta thôi. Nắng quá các bạn ơi.
thôi mình lên xe. Lên xe, lên xe đi về thế nào cũng bị hành các bạn ơi. Nó hành đó các bạn ơi. Nghe nói là nó sẽ hành 2 ngày nhưng mà tùy cơ địa. Tùy cơ địa mỗi người. Hy vọng là nó sẽ không có hành 8. Cái phải chăm sóc cho mẹ nha cái. Ta ghẹt rồi. Vậy. Ta ghẹt. Nhưng mà chưa đâu, chắc ngày mai nó mới hành. Cái gì vậy? Trời, nó hung tôi kìa. Ngày mai con không có nhà cười canh mẹ hả? Ôi hẹn từ 2 tuần trước rồi, ai biết mẹ đi chích ngừa đâu. Mang đi đâu chơi? Chợ và ăn đi mua đồ. Cái gì? Con không có tiền đâu mà mua đồ. Tôi đi mua đồ. Con nó bán than kìa. Ê mà hello. Hello, có phải bà Tám Cần Thơ không? Dạ dạ em đây. Dạ cho hỏi là giữa cô với lại cô Bảy, bà Bảy với bà Tám có giận hờn với nhau không? Sao vậy cô? Dạ cái hồi tối tôi coi cái clip mà đi nghe cảm gì đó sinh nhật của ông Trọng Nghĩa đó. Trọng Nghĩa dạ, cô Tám nha, cô Tám với bà Tám. Bà Tám với bà Thơ, bà Tám với bà Bảy đâu có giận hờn nhau phải không? Sao giận được? Tại vì thấy cô chơi cái bóp á. Giận 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 chứ giận chứ giận mà đi quay chơi cái bóp gì cái clip dễ thương dễ sợ nhỉ. Mà Tám mà cười quá nha. Dạ lại hồi sáng này coi cái clip mà cứ cô Khanh á. Dạ lời nhà bà Tám mà cũng thấy tội nghiệp cô Khanh. Dạ. Thôi cũng chúc cô Khanh cũng sớm bình phục trở lại nha. Dạ, dạ. Sắp dạ. Sửa có cái clip mà bà Bảy đến nhà em thăm chị Khanh á. Dạ. Bà Tám cho bà Bảy vô clip vô nhiều nhiều đi. Trời ơi cho cái gì bà cho bà. Tại cho có cho bà đâu chịu lên đâu mà cho. Trời ơi, bà cứ để ý bà cái người mà đang đang thực hiện chi tôi cũng hỏi luôn bà. Tôi biết số điện thoại bà, tôi nói chuyện với bà coi. Người ta nói cái cạn người ta người ta đang tẩy mình. Bà Tám bà kêu bà vô đi. Trời ơi có bảy có số bảy với số tám người ta mới coi nhiều. Dạ. Bà thấy bà Tám lắm. Dạ. Tự nhiên. Ok. Không có show off, không có dàn dựng gì hết trơn. Nói chung là vậy đi. Thì dạ. Thôi cảm ơn bà Tám nha. Chúc bà Tám là weekend. Dạ em cảm ơn chị. Chúc bà lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nha. Dạ. Về nha. Dạ. Ăn trên của Chúa nha. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Dạ em bye chị. Dạ. Hình như cái chị này là một cũng là cái chị hôm bữa khóc á. Chị mà khóc mà nói là bà Bảy cái bà Bảy lên á, hình như chị luôn á. Tại Tám không có lưu tên chị, quên kêu tên như họ chị tên gì rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị vô á, chị vô tư dễ chơi. Chị công nhận chị vô tư dễ sợ luôn. Chị thật thà dễ sợ. Chị nhìn chị tưởng là bà Bảy giận mà Tám che cái bóp, quay che cái bóp. Xui với mẹ ơi. Người vô vệ sinh nha mọi người. Trời ơi, nó làm tay riết à. Tối ngày nó rửa tay không à. Cái gì cục. Người con khỏe nha mọi người. Con rửa riết con bị ấy á. Con bị khô cái da tay á. Sai lâu xanh. Lâu xanh nhưng mà lâu xanh. Đây kể à. Nặng hoài. Tôi không có cho tiền đâu mà nựng tôi hoài. Có đòi tôi tí nào đâu. Bán than thôi. Dạo này cái không có đi làm ha. Đi không làm. Có tiền ha. Để suy nghĩ đi kiếm việc cho mà lười quá. Trời đất ơi. Đi học nhiều quá nhức đầu. Đi bưng nhà hàng rồi mà chứ. Đi bưng nhà hàng đâu. Sao vậy? Thôi nhà học. Học hả? Nó học nó còn có đủ thời gian. Bớt mua đồ là. Mẹ nuôi con ăn thôi chứ mẹ đâu có cho con để mua đồ mua đè. Thôi con nhịn ăn gì đâu. Ừ đúng rồi con nhịn ăn đi. Rồi mẹ cho tiền con mua mua đồ. Nhịn ăn đi được á. Nhịn ăn rồi tôi cho tiền. Đau không? Đau cái gì? Chưa tay. Chưa thấy. Để mẹ về mẹ tập thể dục. Mẹ đưa lên đưa xuống. Quay vòng vòng như người ta làm. Đúng rồi.
Này tính thì sẽ về tắm tập tập cái tập 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 cái dục gì nè. Đó tập gì. Ha. Các bạn, quý âm dương ba có chỗ mẹ. Âm dương gì? Âm dương của ba. Mày không biết, phải nhìn mới biết. Không mà mày nghĩ không còn đâu. Đờn của ba để dưới đó nhiều lắm. Nay thứ mấy? Cần mua cái hộp để đựng đồ. Hôm nay cảm ơn Két đã chở mẹ đi chích nha. Làm biến đi một mình quá. Nhìn mẹ dễ đi sao con bình thường Các bạn nghe nó nói không? Mẹ ăn dậy, mẹ ăn dậy là dậy lần sao? Mẹ như thế này sao? Mẹ ăn sao mà con không bình thường hả? Hả? Mẹ ba lờ. Mẹ ba lờ mất mất con không bình thường. Mẹ đẻ con ra. Mà lẽ ra con còn trẻ mà mẹ già rồi, mẹ phải ba lờ chứ. Mẹ nuôi con của ba, con phải giống mẹ hả? Đúng rồi. Người ta nói mẹ sinh con mà trời xanh tính mà. Không. Giờ con đi đâu? Mua cái tay ghẹ. Làm gì? Đi mua cái thùng. Thùng gì? Cái hộp để đựng đồ. Đồ gì? Đựng sách không có xài nữa. Mình sách không xài nên sẽ đem đi từ thiện cho người ta. Đó, đi lỡ sau này cần, nghĩa là bây giờ không có cần nữa, mấy cuốn sách mà học lớp á, lỡ sau này cần học lại sao? Học cả đời. Để đâu? Chắc để dưới cái bàn học quá. Để vô kho đi. Cho chỗ đó mà để, con để đầy bàn, trên bàn đầy, trên rừng dưới tùm lum hết á. Nè, mẹ đi vô đi. Vô, rồi là... Bye bye. Bye bye mọi người ơi. Đang cái bé. Không được bình thường. Nó đổ thừa má đó. Rồi, chào các bạn. Chúc các bạn một ngày an lành nha. Để tắm vô tắm tập thể dục cho cái thuốc nó tan cái tay ra cho nó có hành. Chút xíu chị Khanh tới rồi tắm đi quay coi có gì vui quay cho các bạn xem nha. Một ngày á quay 4 cái clip có chị Khanh á. Bye bye. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.